Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, chúng ta đều biết, sống ở trên đời, có làm thì mới có ăn. Vạn điều tốt đẹp, may mắn đều phụ thuộc vào thực lực, sự chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Vậy nhưng ở ngoài kia, vạn sự đều khó lường. Các cụ vẫn nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Luôn có những vận hạn từ ngoại cảnh tác động đến ta từng ngày từng giờ, khiến cho cuộc sống của nhiều người trở nên bế tắc và sầu bi. Thế nhưng không ít người trong số chúng ta đúng vào ngày này lại có cơ hội lội ngược dòng, biến nguy thành an, đổi vận giàu sang phú quý chỉ sau một đêm. Chuyện không làm mà vẫn có ăn là có thật với họ. May mắn ở đâu bỗng nhiên ùn ùn kéo đến với những con sắt này, công việc hanh thông thuận lợi, được bạn bè giúp đỡ, đầu tư kinh doanh thì làm đâu chúng đó, thậm chí một số người mua vé số chơi chơi, ai ngờ chúng thật. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem để biết được đó là những con sắt nào và mình có nằm trong những con sắt may mắn này hay không nhé. Một, tuổi ngọ. Tam hợp phù trợ, người tuổi ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chính là người thân trong gia đình hoặc bạn bè đã quen biết từ trước. Họ sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội phát triển, hợp tác vô cùng đáng quý. Từ đây có thể thấy tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ. Con giáp này hãy luôn giữ tinh thần vui vẻ, cởi mở, sẵn sàng giao tiếp với mọi người xung quanh. Khi có quan hệ rộng, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn. Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Có thể bạn nhận được lời bày tỏ của người mình yêu mến đã lâu, quan hệ hai bạn đã có bước ngoặt quan trọng và sẽ ấm lên nhanh chóng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tuất. Nhờ có thực thần nâng bước, người tuổi Tuất làm quen được với những khách hàng, đối tác triển vọng, khiến đồng tiền chảy vào túi ổn định hơn. Bạn đang dần tìm ra định hướng đúng đắn cho mình, bản tính cởi mở, chân thành cũng giúp bạn rất nhiều trong việc xây dựng các mối quan hệ. Có người sẵn sàng giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội quý giá, hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, dù cho hơi vất vả, nhưng tương lai sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Mộc khắc thổ, tiếc rằng quan hệ vợ chồng bạn đang dần trở nên lạnh nhạt, ai cũng chỉ biết việc của bản thân mình chứ không quan tâm đến đối phương. Cứ tiếp tục thế này, hai người đang tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân đấy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Hợi. Nhị hợp giúp người tuổi Hợi tìm ra hướng giải quyết rắc rối phù hợp. Bạn đã có cái nhìn cởi mở hơn về công việc, nhờ đó mà bạn phát hiện ra những cách giải quyết khả thi mà trước nay chưa từng ngờ tới. Người tuổi Hợi giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và sống tự do, phóng khoáng. Họ là những người có tài và chăm chỉ, ham học hỏi. Khi gặp khó khăn, người tuổi Hợi sẽ không kêu gào về những gì đang phải đối mặt mà vẫn âm thầm tìm cách giải quyết. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sẽ sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trên đường đời, người tuổi Hợi có thể không quá thuận lợi nhưng sẽ hanh thông. Khi gặp khó khăn, họ sẽ có quý nhân xuất hiện, sẵn sàng dẫn đường chỉ lối. Người tuổi này thật thà và đáng tin cậy, luôn biết ơn những sự giúp đỡ của mọi người. Họ sẽ ngày càng hoàn thiện mình và nỗ lực để có những bước tiến mới. Nhìn chung, người tuổi Hợi cuộc đời hiếm khi nào rơi vào cảnh túng thiếu. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhận được một khoản tiền lãi lời kha khá. Những định hướng trước đó của bạn là đúng đắn, vì thế hãy tin tưởng hơn vào chính bản thân mình. Bạn có thể mở lối đi riêng và kiếm được bội thu hơn, bây giờ rất nhiều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tý. Nhờ có chính quan soi đường, người tuổi Tý có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay.
Người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời, có thể dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Bản mệnh nhanh chóng phát hiện ra những nguy cơ và nhìn nhận những cơ hội cần nắm bắt. Vì thế mà bạn giúp cả tập thể phát triển nhanh chóng. Thủy sinh mộc cho thấy quan hệ tình cảm của bạn phát triển rất tốt đẹp. Người còn độc thân chắc chắn gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc. Bạn có thể nhận được lời mời làm quen đến từ đồng nghiệp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc. Chúc mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Năm tuổi Dần. Nhờ có thiên ấn nâng đỡ, người tuổi Dần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong ngày hôm nay. Bạn được cấp trên khen ngợi, trọng dụng và có cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay. Khi gặt hái được thành công, con giáp này không nên vội vàng thỏa mãn và ngừng cố gắng, bởi mọi người xung quanh vẫn luôn tìm cơ hội để vươn lên, vượt qua bạn. Nếu bạn chậm chân tại chỗ thì bạn sẽ nhanh chóng bị thụt lùi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi. 6. Tuổi Mão. Nhờ tam hội trợ giúp, người tuổi Mão có thể tìm ra hướng đi mới trong công việc vào ngày hôm nay. Những công việc tưởng chừng lối mòn cũng được giải quyết nhanh chóng và trở nên thú vị hơn nhiều. Bạn thổi một luồng gió mới cho tập thể của mình. Người tuổi Mão làm gì cũng cố gắng hết mình trong công việc hay cuộc sống. Họ đều mang thái độ tích cực như vậy. Thậm chí, con giáp này sẵn sàng chịu thiệt để vì người khác. Theo tử vi, người tuổi Mão không bao giờ thiếu may mắn. Họ tuy không quá thông minh nhưng rất chăm chỉ và tốt bụng. Ông trời sẽ phù hộ cho những người như vậy. Tương lai của họ tươi sáng và đầy hứa hẹn. Họ sẽ gặp được những người bạn chân thành và dần ghi dấu ấn được trong lĩnh vực hoạt động. Nhìn chung, người tuổi Mão sẽ có cuộc sống sung túc và an yên. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng kinh doanh. Nếu đã xem xét kỹ càng mọi phương diện thì hãy dũng cảm làm theo kế hoạch, đừng chần chừ, do dự, kẻo bỏ lỡ cơ hội đáng quý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuy nhiên, Mộc Vượng khuyên bạn dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi, quá sức, kẻo lại đổ bệnh. 7. Tuổi Thìn. Có thức thần nâng bước, người tuổi Thìn làm các công việc tự do thu về một khoản bộn tiền trong ngày hôm nay. Tất cả là nhờ bạn đã hoàn thành tốt theo hợp đồng đã ký kết. Hãy tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình. Như vậy thì bạn sẽ tự tạo được cơ hội để phát triển nhanh chóng trong tương lai. Khi bạn đã xây dựng được thương hiệu rồi thì không lo không có khách ghé thăm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Mộc khắc thổ, đáng tiếc là mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bản mệnh lại gặp nhiều xáo trộn. Mọi người thường mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với nhau. Khoảng cách thế hệ khiến mỗi người có một cách suy nghĩ khác biệt. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay, 16 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!